Tôi biết đấy các cháu ạ, ngon lắm các cháu ạ. Cuộc đời bà gần 60 lồi bánh trưng rồi, hôm nay bà mới được anh bắn phở lan caramel. Ngon lắm các cháu ạ, các cháu tới đây ăn với bà nhá. Thì các cháu ăn mạnh lên nhá. Vâng. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, thế là thường ngày bà cứ tiếp tục các cháu ạ. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một chiếc bánh phở lan caramel siêu to khổng lồ các cháu ạ, to nhất Bắc Giang luôn. Thì các cháu ơi, đấy, cuộc đời bà cũng gần 60 lồi bánh trưng rồi, bà cũng chưa bao giờ được ăn cái món bánh phở lan này nhá các cháu nhá. Thì hôm nay bà sẽ làm, thì sau để bà mời các con cháu nhà bà cùng các cháu đến chơi ăn nhá. Thì các cháu ơi, bà giới thiệu vật liệu của cái chiếc bánh phở lan này này các cháu này. 60 quả trứng luôn đấy, trứng gà đấy, siêu to khổng lồ, bà mua rất nhiều 60 quả đấy. Lại còn đường đây này, đường đen đây này các cháu này đấy. Lại còn sữa ấy, bà chuẩn bị rất nhiều nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ mang vào thực hiện luôn nhá, kẻo các cháu chờ lâu nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà, để bà có nhiều sức khỏe để bà làm nhiều clip thật hay cho các cháu xem nhá. Thôi đi, bây giờ bà đi thực hiện luôn. Các cháu ơi, thì bây giờ bà đã nhóm bếp rồi nha các cháu nhá. Thì các cháu ạ, muốn làm một cái bánh phở lan này bao giờ bà cũng phải cô đường đỏ trước nhá. Đây, đấy, bà đặt chiếc chảo rất chi là đơn giản nhá. Hôm nay bà không nấu chảo khổng lồ nữa, đấy. Rồi, thì các cháu ơi, bây giờ bà đổ đường vào nhá. Ui, cái kéo lồng này ổn thế. Quay. Lâu, bà chế tí nước à. Đây. Mà cho thêm tí nữa. Đấy. Đấy, bà để nước vào các cháu ạ. Bà sơ cho nó tan đường thì thôi các cháu nhá. Đấy, bà sơ đến lúc nó tan đường thì thôi. Đấy. Thì các cháu ạ, bà cho đường đỏ này vào, sau rồi tí nữa cái bánh nó rất lối mà nó hấp dẫn nhá các cháu nhá. Đấy. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã cô được đường rồi đấy nhá các cháu nhá. Thì bây giờ bà mang ra để cho nó nguội nhá. Sau tí nữa bà đổ vào khuôn nhá. Đấy ạ. Các cháu ơi, trong khi chờ đợi đường của bà nó nguội nhá, thì bà sẽ đi đập trứng nhá các cháu nhá. Đấy, bà đi đập trứng. Ấy, ngon chưa? Đấy các cháu ạ, bà đã đập xong 60 quả trứng rồi nhá. Thì bây giờ bà đánh đều trứng lên các cháu ạ. Đấy, bà đánh đều trứng lên, sau bà cho sữa vào. Đấy các cháu nhìn thấy chưa, vàng sộm rất chi là hấp dẫn. Đấy, bà thử cho đũa con để đánh nó dễ hơn không. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đánh xong rồi nhá, đánh trứng đều rồi. Thì bây giờ bà sẽ bỏ sữa vào các cháu nhá. Thì các cháu ơi, đấy, bà làm 60 quả trứng rồi thì bà lại cho 6 lít sữa nữa nhá. Bà đổ thấp không cho đỡ có bọt các cháu ạ. Uầy. Rồi. Tiếp.
Quay. À, các cháu ơi, đây này, bà đánh này, đây, các cháu nhìn thấy chưa? Trứng với sữa nó hòa quẹn vào nhau các cháu ạ, màu nó rất chi là đẹp, hơi vàng vàng, rất chi là hấp dẫn nhá. Thì các cháu ơi, bà đánh cái này, bà phải đánh rất chi là nhẹ, nếu bà đánh mạnh là nó nhiều bọt các cháu ạ. Thì chiếc bánh nó nhiều không khí, nó xốp quá, nó không ngon các cháu nhá. Đấy, bà đánh rất nhẹ nhàng thôi. Đấy. Đánh nhiều nó sủi bọt lên, nó nhiều không khí. Đấy. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã đánh trứng với sữa xong rồi đây nhá. Thì bây giờ đây này các cháu này, đường của bà đã nguội rồi thì bà sẽ đổ vào chiếc khuôn phở lan của bà đây các cháu này. Đấy, chiếc khuôn bánh phở lan của bà các cháu nhìn thấy chưa? Rất chi là đẹp mà to khổng lồ đấy nhá các cháu nhá. Thì bây giờ bà sẽ bỏ đường vào trước, tiên là bỏ đường vào này các cháu này. Wow, đây. 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 À, các cháu ơi, đấy, thế là trứng với sữa bà đã hòa quyện vào nhau. Các cháu nhìn này, màu nó hơi vàng vàng, rất chi là hấp dẫn và ngon này. Đây các cháu ạ. Thì các cháu ơi, còn đây là đường đỏ bà đã cô rồi, bà đổ ở đây rồi nhá. Bà đổ ra cái khuôn phở lan rồi đấy nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ bỏ trứng với lại sữa sang đây nhá. Đổ xuống đây để cho bà cho vào hấp nè. Các cháu nhìn này, bà lọc qua cái này. Úi. Đấy. Ờ, các cháu ơi, đấy, thế là bà lọc này để khi thái ra ăn nó mịn nhá. Cái bánh phở lan nó mịn, nó ngon đấy. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã lọc sữa, lọc trứng rồi đây các cháu này. Đấy, bà sẽ cho vào trước khuôn phở lan của bà rồi nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà không khênh được thì bà có nhờ cháu với lại con bà ra khênh hộ nhá. Thì cho vào chiếc nồi để đun sôi để hấp lên nhá. Thì cháu Hùng ơi, dạ. Hậu ơi, dạ. Đi ra đây con ra đây khênh hộ bà. À, các cháu ơi, đấy, bà đã nhờ con với lại cháu bà đã khênh vào đây rồi, các cháu nhìn này đấy. Các cháu nhìn thấy chưa, bà đặt trong cái xoong khổng lồ đấy. Thì bây giờ bà đậy vung vào nhá, bà sôi cho hấp cho chín lên nhá. Nào. Ôi, bà đậy vung vào. Ui. Đấy. Đó. À, các cháu ơi, đây này, bà đã hấp, đã giờ này là chín rồi đấy các cháu ạ. Wow, đấy các cháu ạ, ngon lắm. Ờ, các cháu ơi, đấy, thế là bà hấp thời gian nó rất chi là dài nhá. Thì bây giờ nó đã chín rồi, thì bà sẽ bảo con bà với cháu bà ra sẽ mang vào tủ để cho nó mát nhá. Hấp cho nó mát lên để sau ăn nó ngon các cháu nhá. Thì bà lại mời tất cả các cháu tới để ăn với bà nhá, tí nữa nhá. Nào, các cháu ơi, đấy, thế là cái bánh phở lan bà đã làm xong rồi nhá. Thì bây giờ bà cho vào tủ siêu to khổng lồ này của bà nhá, để nó làm lạnh lên ăn cho nó mát, nó ngon nhá các cháu nhá. Đấy, nào con trai ơi với lại cháu bác ơi, hộ bà khênh ở đây hộ bà này. Đấy, bà cho vào chiếc tủ khổng lồ của bà để làm lạnh lên đấy. Đấy, hơi sâu. Đấy, sâu quá. Đấy các cháu ạ, đấy. Thì bây giờ bà đậy lắp vào nhá. Nào. Đấy. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã làm xong chiếc bánh phở lan caramel nhá. Các cháu nhìn này, đấy, vàng sộm rất chi là ngon. Bà để như một đêm mới ở trong tủ lạnh đấy. Thì bây giờ bà sẽ mang ra nhá. Thì bà sẽ cho ra cái đĩa khổng lồ. Thì bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với bà cho vui nhá. Làm đi. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà làm cái bánh phở lan caramel các cháu ạ, cũng bị thất bại rồi. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa, nó không còn giữ hình nhá. Cái này khó làm lắm, cái bánh này khó làm lắm các cháu ạ. Đấy, nhìn nó cũng không, nó xấu lắm các cháu ạ. Đấy, thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với bà nhá. Thì bà cắt ra bà mời tất cả các cháu ăn nhá. Nào. Wow, vậy. Cái bánh cháu này, đấy, lo mình nó xấu xấu nhưng mà lại có duyên thầm các cháu ạ, đấy. Xấu như kết cấu. Đấy, các cháu nhìn chưa, rất ngon. Đấy, cháu. Đây mà, mấy bạn game mang đĩa đấy. Đây mà đúng hôm sinh nhật của mình. Đúng rồi.
Cái đây happy birthday luôn. Đấy, cho mày. Ngon đấy. Ăn chưa? Mới liếm. Thơm phút các cháu ạ, tinh mùi gì? Tinh mùi trứng rồi, với lại mùi sữa rồi đấy. Lại mùi đường đỏ nữa các cháu ạ. Với các cháu nhìn chưa, bà lọc đấy các cháu ạ, ngon lắm. Đây ạ. Phở lan caramel đấy. Bà gần 60 lồi bánh chưng rồi. Hôm nay bà mới làm cái món bánh này nên bà thấy khó làm lắm. Nào. Đấy, đùa ấy bà. Được. Bà ơi, mình mời tất cả các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Ngon lắm. À, bà mời tất cả các cháu nhá. Mình mời các bạn nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Ừ. Mời tất cả các bạn nhá. Mạt. Ừ. Ngon nhỉ. Tính người các cháu ạ. À. Mát mát thơm thơm. Ăn được. Đường sữa trứng. Ăn thật ngậy, ngon thật. Vào đâu biết đấy các cháu ạ, à. Ngon lắm các cháu ạ, à. Cuộc đời bà gần 60 lồi bánh chưng rồi, hôm nay bà mới được anh bắn phở lan caramel. Ngon lắm các cháu ạ, à. Các cháu tới đây ăn với bà nhá. Thì các cháu ăn mạnh lên nhá. Vào. Ừ. Ngon lắm. Nó mát mát thơm thơm vị đường sữa các bạn. Ừ. Và trứng nữa. Béo ngậy lắm các bạn ạ. Béo ngậy. Các bạn ơi, ngon lắm, mát nữa. Béo. Bạn nào mà béo ăn cái này càng béo. Rồi, để bà cắt cho lương nhá. Đấy. Ui, các cháu thấy chưa? Lì tịt như bánh đúc. Đây, cháu trai ơi. Đấy, ăn mạnh lên. Vâng, nào, xin lương ạ. Lương nhá. Vâng. Ui. 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 À hết rồi, mày vào. Cắt cháu mới. Nào, cháu Hùng với Lốc. Bà cứ xẻ cháu nửa cho vào cái xoong này, cháu ăn cho đỡ phải xẻ nhiều bà. Ôi, ăn còn để các bạn khác cái chứ. Bây, các cháu thấy quá. Chưa? Các cháu nhìn này. Ê, ê. Mát lạnh thơm phức tinh mùi trứng rồi. Ăn hết rồi. Ăn hết mày nhá, ăn mày vào. Ăn hết nhá. Ngon lắm các bạn. Ngon đấy. Béo ngậy luôn. Mình mời các bạn miếng nữa nhá. Nay ăn thì... bạn chưa ăn. Các cháu ơi ngon lắm. Bà quả này khéo béo mất thôi các cháu ạ. Vì nó ngấy luôn luôn cũng cứ ngậy ngậy. À. Ừ. Béo quá bà. Ăn mạnh lên, cháu ăn mạnh lên. Ngon thế. Phở lan caramel. Chê nó ngọt ngọt. Ăn không có chê. Ngon lắm các cháu ạ, không phải nhai. Nhất ực của mình. Ngon như thạch. Mát quá. Nuôi phát thẳng tức xuống ruột luôn. Không mất công ở nhà gãy răng. Chúa vừa ngã nào. Giang. Mạt lắm các cháu ạ, vào đâu biết đấy. Các cháu ăn mạnh lên. Ờ, các cháu ơi. Đấy, thế là cái bánh phở lan này thực sự ăn nó rất ngon. Nhưng mà nó cũng ngấy nên là mấy bà cháu cũng không ăn được nhiều. Thế còn đây bà sẽ mang đi cho hàng xóm nhá. Thì các cháu ơi, có khả năng là bà lại dừng clip tại đây thôi nhá. Thì các cháu xem clip của bà thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá. Thì bây giờ bà chào các cháu nhá. Chào các bạn.